Rồi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay cô Vân làm món thanh long rào sữa chua xam nha các bạn. Tập gì mà hết cả người lên vậy sơ? Thèm hả? A sơ thèm thanh long hả? Đấy, hết cái cười. Trời ơi. Yeah.
Vào lao. Ăn bôi cá lên đầu A Sơ. Hả? Ăn cái gì đấy A Sơ? Sao ăn cho A Sơ đi. Thì A Sơ ăn bôi hết cả lên đầu. Lại phải tắm cho A Sơ rồi các bạn ơi. Lấy khăn cho sao mà xem. Đây, đầu A Sơ này. Ất chứ. A Sơ vẫn ôm cái bát này các bạn ạ. Sam thì có vẻ vẫn đang rất là thèm con thanh long này. Sam lên đây đó, Sam. Ôm em đi, Sam ôm em đi. Rồi, Familia sơ, bye bye. Chào mọi người. Bye. Xin chào mọi người. Bye.